tất cả các bạn. Tôi đến từ siêu thị nhà máy Ecomax. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh quạt điều hòa Daikyo với model là DK800A. Các bạn có thể thấy là đối với quạt điều hòa thì chúng ta nên vệ sinh từ 1 đến 3 tháng sau khi sử dụng. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở màng lọc ra. Đối với màng lọc thì chúng ta sẽ vệ sinh bằng nước và chúng ta sẽ dùng chổi và dung dịch vệ sinh chuyên dụng để vệ sinh sạch tấm lưới lọc rồi chúng ta đem phơi khô. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ gạt nấy ra và lôi tấm vô sồi ra để vệ sinh. Chúng ta có thể là xả thẳng vào vòi nước để bụi ở trong này được trôi hết ra và sau đó chúng ta cũng vơi khô. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ vệ sinh bình chứa nước. Đối với sản phẩm Daikyo thì bình chứa nước nó là dạng rời, thế nên là chúng ta sẽ rất dễ dàng vệ sinh. Chúng ta sẽ lau chùi ở bên trong và cọ phơi khô. Sau khi tất cả các sản phẩm khô rồi thì chúng ta sẽ lắp ngược lại như khi chúng ta bắt đầu tháo ra. Sẽ lắp bình chứa nước, sau đó là tấm vỗ sồi. Lắp miếng vỗ sồi vào trong và sẽ lại gạt thanh ốc chặn xuống. Sau đó chúng ta sẽ lắp màng lọc. Cuối cùng, sau khi vệ sinh lần sau xong thì chúng ta có thể là vệ sinh lau chùi tất cả thân máy để sản phẩm được sạch sẽ hơn. Để biết thêm thông tin chi tiết về quạt điều hòa Daikyo thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến tổng đài của siêu thị Ecomax, hoặc là chúng ta có thể truy cập vào trang web www.ecomax.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.